Xin kính chào và mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự buổi sáng trên sóng đài phát thanh và truyền hình Long An. Bản tin sáng nay ngày 21 tháng 6 sẽ có những thông tin đáng chú ý. Những lão nông tự nguyện hiến đất làm đường phục vụ sản xuất nông nghiệp. Phấn đấu cho tốc độ tăng trưởng trên 6%. Tin thế giới, anh ghi nhận số lượng kỷ lục người di cư bằng tàu nhỏ. Bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp lần thứ 20, kỳ họp lệ giữa năm 2024. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện xem xét 23 báo cáo và thông qua 6 tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết liên quan. Kỳ họp cũng đã biểu quyết thống nhất 100% thông qua 8 nghị quyết. Đây là những nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng, tác động đến nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng, tạo cơ sở pháp lý để các cấp các ngành trong huyện triển khai thực hiện, góp phần tháo gỡ kịp thời những khó khăn để chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội và góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925 21 tháng 6 năm 2024, lãnh đạo các địa phương tổ chức đoàn đến thăm chúc mừng cán bộ công chức viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh tại thành phố tân an đoàn gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo viên chức trung tâm văn hóa thông tin và truyền thông thành phố đồng thời mong muốn trong thời gian tới trung tâm sẽ phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được đa dạng quá các chương trình phục vụ tốt nhu cầu thông tin giải trí của người dân đặc biệt là tổ phóng viên biên tập phát huy hơn nữa nhiệm vụ chuyên môn qua đó giới thiệu về mảnh đất và con người tân an đến với các địa phương khác thông qua các phương tiện thông tin truyền thông Tại huyện Tân Hưng, đoàn ghi nhận biểu dương những đóng góp của lãnh đạo và đội ngũ phóng viên Trung tâm Văn hóa Thông tin và Trường Thanh Huyện trong công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế xã hội quan trọng của huyện. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, công chức viên chức trong đơn vị luôn giữ tâm sáng lòng trong bút sắc của người làm báo cách mạng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tọa đàm và gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam cung cấp thông tin về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024 về một số kết quả chuyển đổi xanh ở Việt Nam cũng như là hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số của Bộ theo đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ đầu năm đến nay, các động lực tăng trưởng mặc dù đã chuyển biến tích cực hơn, nhưng khó tạo bước đột phá cho tăng trưởng năm 2024. Cụ thể, khu vực nông nghiệp tăng trưởng quanh mức 3 đến 4%, khó tạo bước phá. Khu vực công nghiệp khó chuyển biến nhanh do phụ thuộc nhiều vào thị trường thế giới, các nền kinh tế lớn. Khu vực dịch vụ du lịch thiếu yếu tố đột phá, cạnh tranh gay gắt từ các điểm đến quốc tế các ngành lĩnh vực động lực mới cho tăng trưởng còn chậm, nguy cơ không bắt kịp được với các nước trên thế giới khu vực. Thời gian tới, Bộ Kế hoạch Đầu tư sẽ tiếp tục tập trung tham mưu với chính phủ các nhiệm vụ giải pháp nhằm đạt tốc độ tăng trưởng GDP trên 6% và làm phát 4%, trong đó tiếp tục ưu tiên cho tăng trưởng để mạnh tháo gỡ khó khăn dưới mắt, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh các ngành lĩnh vực mới. Lần đầu tiên Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức phát động và báo chí toàn quốc về Phật giáo, tuyên truyền lối sống tốt đạo đẹp đời, Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc. Chủ đề của tác phẩm gửi dự thi tập trung vào việc tuyên truyền lối sống lành mạnh và hòa bình theo tinh thần Phật giáo, tuyên truyền bảo vệ, xây dựng Tổ quốc gắn với đời sống đạo giáo lành mạnh, gắn khối đại đoàn kết dân tộc. Tác giả là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí viết về lĩnh vực Phật giáo được đăng tải phát sóng trên các cơ quan báo chí được cấp phép trong thời gian quy định. Tác giả là người nước ngoài có tác phẩm báo chí viết bằng tiếng Việt phù hợp với quy định của thể lệ giải có quyền gửi bài tham dự. Tác phẩm dự thi là các tác phẩm có thời gian đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm nay trên các ấn phẩm báo chí được cấp phép. Dự kiến trao giải vào quý 1 năm sau với giải đặc biệt trị giá 50 triệu đồng nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho ngành thép, bộ công thương đang xây dựng và dự kiến sẽ sớm trình thủ tướng chính phủ ban hành chiến lược phát triển ngành thép Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đang hoàn tất dự thảo để báo cáo chính phủ trình Quốc hội ban hành luật phát triển công nghiệp trọng điểm. Theo đó, mục tiêu dài hạn đã phát triển ngành công nghiệp thép trở thành ngành công nghiệp nền tảng quốc gia, đáp ứng được nhu cầu trong nước và tăng nhanh xuất khẩu. Mặc dù sản xuất thép thô của Việt Nam hiện đứng vị trí thứ 13 thế giới và đứng đầu khu vực ASEAN, tuy nhiên ngành thép còn có những điểm nghẽn mang tính dài hạn, năng lực sản xuất còn hạn chế. Việt Nam tiếp tục là quốc gia nhập siêu về thép, Sản xuất thép thô mới cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước, còn thiếu hụt sản phẩm thép chất lượng cao, thép kỹ thuật. Ban chỉ huy quân sự các địa phương trong tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang huyện Đức Huệ tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc toàn diện các mặt công tác. Huyện đã đền bù hơn 120.000 tỷ đồng cho 82 trên 98 hộ dân bị ảnh hưởng sau phân giới cắm mốc, với tổng diện tích là hơn 1,3 triệu mét vuông. Ban chỉ huy quân sự huyện đã tham mưu huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện triển khai chỉ thị tăng cường công tác quân sự quốc phòng địa phương, tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã phường thị trấn, khởi công xây dựng 15 căn nhà liền kề chốt dân quân biên giới. Tại huyện Tân Thạnh, trong 6 tháng đầu năm nay, Ban Chỉ huy quân sự huyện tham mưu thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và quốc phòng, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội, giúp củng cố, tăng cường quốc phòng, phối hợp với các lực lượng bảo vệ dựng chắc chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, triển khai thực hiện tốt công tác hậu cần kỹ thuật, xây dựng tốt mối đoàn kết quân dân, có phần thực hiện thắng đợi nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Lực lượng vũ trang huyện Châu Thành thực hiện tốt đồng bộ nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Ban chỉ huy quân sự huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng và đưa vào sử dụng hai trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Hòa Phú, Thanh Vĩnh Đông với kinh phí 7 tỷ đồng, chuẩn bị khởi công xây dựng mới hai trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Long Trì, Hiệp Thạnh và nhà ăn của Ban chỉ huy quân sự huyện với kinh phí 9 tỷ đồng. Đồng thời, ban chỉ huy quân sự cũng thực hiện tốt công tác dân vận. Thưa quý vị, những năm qua, công tác xây dựng ấp khu phố văn hóa các địa phương trong thành phố Tân An đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Nhờ sự nỗ lực của các cấp các ngành và người dân, phong trào xây dựng áp khu phố văn hóa tại thành phố Tân An đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay đã có 82 trên 82 áp khu phố đạt áp khu phố văn hóa năm 2023. Diện mạo các áp khu phố ngày càng khang trang, sạch đẹp. Phong trào xây dựng áp khu phố văn hóa ban đại nhiều hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, nâng cao dân trí, tạo sự đoàn kết trong nhân dân. Do đó, thành phố Tân An đang đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, giúp mục tiêu xây dựng 100% áp khu phố đạt chuẩn văn hóa trong năm 2024. Thưa quý vị, quyết định hiến đất là điều không hề dễ dàng đối với bất cứ gia đình hay là cá nhân nào, đặc biệt là với những người nông dân. Bởi với họ, tất đất là tất vàng, Thế nhưng vì lợi ích chung mà những lão nông của Hợp tác xã Cây Trôn ở huyện Vĩnh Hưng đã tự nguyện hiến đất làm đường phục vụ sản xuất nông nghiệp. Là một nông dân, ông Trần Văn Thành ở ấp Gò Xoài, xã Hưng Điền A, hiểu tầm quan trọng của việc nâng cấp các trục đường lớn ra đồng ruộng để thuận lợi vận chuyển sản xuất nông nghiệp. Do đó, ông cùng với gia đình đã tự nguyện hiến đất mở rộng con đường dài 2 số và rộng 2m này ban đầu con đường nó nhỏ rồi nó thấp giờ mà hiến cho hợp tác xã hợp tác xã làm nâng lên cao rồi rộng ra đó mà cũng mà quân mà hợp tác xã mà giúp cho bà con thường tiện đi qua đi lại cũng tại ấp gò xoài gia đình ông nguyễn ngọc trâm đã hiến đất để mở con đường cùng hai máng nước dọc tuyến đường dài gần một cây số và rộng 9 mét này giúp cho việc lưu thông của người dân thuận tiện hơn thấy cái đường này hồi đó giờ tôi cũng mở nhưng mà nó mình đi á, thì mùa mưa nó hơi lầy nên nhờ có cái hợp tác xã để làm lại cái đường mình đổ được đá đỏ đi nó cũng thuận lợi về vấn đề sản xuất mình chuyển phân chuyển lúa rồi hay là xịt thuốc xịt men rồi nó cũng đỡ cho cái là, 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 cái khô bác ở đây xét về kinh tế diện tích đất mà hai lão nông này hiến tặng có giá trị hơn 1,3 tỷ đồng vì đất đai là tài sản lớn nên để nhận được sự đồng thuận hợp tác xã cây trôm đã đẩy mạnh vận động tuyên truyền bà con nông dân à, khi mà mình chia sẻ mình phân tích và mình đưa ra những cái thông tin nó cụ thể cũng như phương án nó, nó minh bạch nó rõ ràng và thứ hai nữa là cái hiệu quả và ý nghĩa của con đường thì nói chung người dân sẽ tích cực tham gia những lão nông quanh năm gắn bó với ruộng đồng đã làm một việc mà không phải ai cũng làm được nhất là ở thời buổi tất đất tất vàng như hiện nay đó là sự đóng góp to lớn, không chỉ giúp cho người dân địa phương đi lại thuận tiện hơn, mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Trại tị nạn Statari ở Jordan, đây là nơi mà cô bé Anh Khatib, 17 tuổi, người Syri, đã sống cùng gia đình trong 4 năm qua. Mặc dù việc ra vào trại Satari được kiểm soát nghiêm ngặt, nhưng anh Khatib và nhóm bạn của mình được phép ra ngoài để tham gia dự án giải quay phim và chụp ảnh cho bé gái là người tị nạn. Dự án này do nhà làm phim trẻ tuổi người Mỹ Laura Doggett triển khai. Cô kỳ vọng sẽ giúp các bé gái tị nạn học cách thể hiện bản thân và kể câu chuyện của chính mình. Trại tị nạn Statari có thể vẫn còn khó khăn, nhưng thấm đậm tính nhân dân và giả đẹp cuộc sống còn đây là tiết học của dự án mang tên Phụ nữ sao ta lái tại thành phố Atlanta của Mỹ hướng dẫn viên là Nancy Gopran hướng dẫn học viên của chị là một người phụ nữ 30 tuổi người Surrey đó chỉ là hai trong số rất nhiều dự án hỗ trợ những người buộc phải rời bỏ nhà cửa để tìm kiếm một cuộc sống an toàn hơn cao quỹ liên hợp quốc về người tị nạn vừa công bố báo cáo cho thấy hiện có tới 120 triệu người đã phải di dời trên toàn cầu cao hơn gần 10% so với số liệu từ năm 2022, chiếm khoảng 1,5% dân số thế giới. Giới phân tích cho rằng, nguyên nhân cốc rễ khiến hàng trăm triệu người phải rời bỏ quê hương là tình trạng nghèo đói và xung đột kéo dài dai dẳng tại nhiều nước. Vì thế, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres mới đây đã kêu gọi sự đoàn kết toàn cầu để ổn định cuộc sống cho những người tị nạn. Có tới 882 người di cư đã tìm cách tới Anh trên các con tàu cỡ nhỏ trong ngày 18 tháng 6 vừa qua. Như vậy kể từ đầu năm đến nay, Anh đã tiếp nhận tổng cộng 12.300 người di cư đến nước này. Trong bối cảnh nhập cư đang nổi lên là vấn đề quan ngại lớn của các cử tri Anh, những số liệu trên chắc chắn sẽ tiếp tục gây khó cho đảng bảo thủ của Thủ tướng Sunak, vốn đang bị công đảng đối lập bỏ xa trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây. Mặc dù Thủ tướng Sunak đã liên tục đưa ra các cam kết kiểm soát tình trạng di cư bất hợp pháp, trong đó có kế hoạch trục xuất những người xin tị nạn sang Rwanda, song những khó khăn dẫn bổ dây đảng bảo thủ do cuộc tổng tuyển cử được tiến hành quá sớm và kế hoạch trục xuất người tị nạn sang Rwanda chưa kịp phát huy tác dụng. Ngoài ra, việc công đảng đối lập tuyên bố sẽ bác bỏ kế hoạch trên cũng sẽ là một rào cản nữa cho đảng bảo thủ. Các tổ chức hàng hải quốc tế đã kêu gọi hành động khẩn cấp để ngăn chặn các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào các tàu thương mại trên biển đỏ sau khi con tàu thứ hai bị đánh chìm. Trong tuyên bố chung, các hiệp hội vận tại biển hàng đầu thế giới đã chỉ trích các cuộc tấn công của Houthi, đồng thời kêu gọi các quốc gia có ảnh hưởng trong khu vực bảo vệ các thủy thủ và hạn nhiệt tình hình căng thẳng trên biển đỏ. Ngoài ra, việc Houthi sử dụng tàu không người lái tấn công cũng đang gây ra nhiều lo ngại, bởi những con tàu này khó bị đánh chặn và có khả năng gây thương vong cao. Cho đến nay, tên lửa chủ yếu gây ra thiệt hại cho bông tàu và cấu trúc thượng tầng của tàu. Cơ quan quản lý lao động bang California của Mỹ đã phạt chủ bán lẻ trực tuyến Amazon 5,9 triệu đô la Mỹ do vi phạm luật lao động của bang này. Cụ thể, Amazon đã vi phạm luật hạn ngạch kho bãi được bang California ban hành năm 2022 khi không cung cấp cho người lao động văn bản nêu rõ. Họ có thể bị kỷ luật nếu không hoàn thành công việc theo thời gian quy định. Tại bang California, luật hạn ngạch kho bãi yêu cầu người sử dụng lao động phải công khai hạn mức năng suất cho nhân viên và cơ quan chính phủ, cũng như phải thông báo rõ hình thức kỷ luật mà người lao động phải đối mặt nếu không đáp ứng hạng ngạch đó theo cơ quan quản lý lao động bang California, Amazon đã vi phạm luật này tổng cộng gần 60.000 lần trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 3 năm nay. Trong một thông báo sau đó, người phát ngôn của Amazon Maureen Lynn Vogel cho biết công ty sẽ kháng cáo và phủ nhận một số nội dung trong luật hạn ngạch kho bãi của bang California. Canada đã có khoảng từ 8 đến 10 năm kinh nghiệm trong việc gia tăng ứng dụng công nghệ số vào việc đi lại và di chuyển của người dân. Nước này đang hướng tới một hệ thống giao thông lý tưởng tương thích công nghệ số, trong đó ưu tiên giao thông công cộng hiệu quả, dễ tiếp cận và giá phải chăng. Để đạt được điều này, đòi hỏi Canada sẽ phải vượt qua những thách thức như đầu tư cơ sở hạ tầng, hiện đại quá các phương tiện dẫn tải, tăng cường sử dụng phương tiện giao thông bền dẫn, và sự phối hợp hiệu quả giữa các cấp chính quyền khác nhau. Công nghệ số có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ họ vượt qua thách thức, nhưng sẽ còn nhiều vấn đề phải cân nhắc. Thông tin thế giới vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.